Xin chào các bạn, sau đây là phần 3 của Oxford thương yêu. Ra khỏi bảo tàng Madame Tussauds, Kim một mực đòi đến phố Baker để thăm Sherlock Holmes. Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. Sao em cứ thích đi tìm những gì không có thực, đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Người ta biết có những người ngốc nghếch như em nên cũng biến cái nhà số 221B đó thành nơi gặp gỡ với thám tử đại tài và bác sĩ Watson. Tất cả cũng để kinh doanh du lịch thôi. Kim không thèm đáp. Cô đi lững thững vô định và ngạc nhiên nhận ra mình đang đứng bên bức tượng Sherlock Holmes và phố Baker đang ở ngay đây. Dù biết Fernando đang cáu, Kim không thể không nhờ anh chụp giùm mình một tấm hình. Cuối cùng Fernando đành nhượng bộ Kim rồi hối hả lôi cô xuống hầm xe điện để kịp đến những nơi đàng hoàng hơn. Sau lần đi London đó, Kim được Fernando hứa sẽ trở đi những thành phố xinh đẹp khác nếu cô có thành tích học tập tốt. Nhưng rồi bài vở liên miên, dù cuối tuần Kim cũng không nghỉ ngơi được. Fernando đành thở dài, không chở cô ra ngoại ô nằm trên cỏ ngắm mây trời nữa, mà đến khu học xá kiểm tra bài cho Kim. Nhà của Kim có thêm cùng một lúc hai cô châu Á, Mỹ Đình người Đài Loan và Thụy Vũ người Việt Nam. Cả hai cô đều xinh đẹp thuộc dạng tu nghiệp vài tháng như Thúy Hà. Giờ Kim có Fernando rồi, nên cô không mặn mà chuyện tìm bạn tâm giao gì nữa. Đôi khi Thụy Vũ muốn tỏ vẻ thân tình với Kim nhưng cô hay tìm cách né. Kim ngại cô bạn đồng hương đánh giá mình không đàng hoàng khi có bồ là Tây và còn hay thân mật chơi chung với bọn con trai đủ mọi màu da bên đây. Thụy Vũ trông ra giáo và thông minh hơn Thúy Hà. Cô cũng là giáo viên đại học nên hay cố làm ra vẻ đứng đắn. Kim nghĩ biết đâu Thụy Vũ nhìn cô kết bạn với Tây cũng cho cô là thị màu, giống trước kia Kim hay ác cảm với Thúy Hà. Thời tiết ấm dần lên, mặt trời đến sớm và đi ngủ muộn hơn, đã thấy vài sinh viên nam diện quần đùi dù vẫn khoác hở chiếc áo len trên vai. Mỗi sáng thức dậy, Kim cảm thấy mùa hè đang đến dần. Nắng vàng óng ả soi tận vào giường cô và đến trưa mọi cửa sổ đều được mở toang đón gió vào. Mauricio thích cởi trần đi nhong nhong trong nhà khoe cơ thể cường tráng làm phái nữ phải quay mặt ngó lơ sang chỗ khác sợ bị cám dỗ. Trời nóng dần lên làm người ta muốn ở ngoài trời thoáng đãng hơn là ngồi lì trong phòng. Mauricio thích rủ Kim ra vườn sau ngôi nhà để học bài. Hai người đem máy tính xách tay ra ghế đá, vừa nghe nhạc Nam Mỹ sôi động vừa uống Coca-Cola ướp lạnh. Kim tập trung thật sự, cô đang phải hoàn thành bài tập xây dựng chiến lược kinh doanh của giáo sư Potlock, vốn ác cảm với sinh viên nước ngoài đến từ những nơi chậm tiến. Ông ta không chấp nhận bất cứ một lý do nào để thông cảm mà ngược lại còn cố tình bắt bẻ họ. Potlock là một giáo sư giỏi, ông được các trường đại học danh tiếng khác ở châu Âu mời thỉnh giảng nên mọi người cũng thường cho ông là giáo sư quý tộc. Potlock hoàn toàn có phong cách trái ngược với Bradley nên chỉ có những sinh viên thật giỏi mới được ông nhận đỡ đầu làm luận văn. Những môn học giáo sư Potlock dạy, sinh viên nước ngoài tránh tối đa, nhưng đó lại là những môn thú vị, rất thực tế và dễ ứng dụng. Kim có hai môn học với Potlock, một môn đã hoàn thành hồi học kỳ 1 với số điểm vừa đủ qua. Môn xây dựng chiến lược kinh doanh này chua hơn rất nhiều. Dẫu lo lắng nhưng đây là bài thi làm theo nhóm, Kim nghĩ hiếm khi nào làm bài nhóm mà bị rớt. Tuy nhiên nhóm của Kim quả thật đáng ngại vì hầu hết là sinh viên nước ngoài đến từ những nước nghèo như Brazil, Colombia, Rumani và Việt Nam. Không được sinh viên các nước phát triển đón nhận, những đứa con bị từ chối này đành tụ tập lại với nhau. Kim được nhóm tin tưởng giao làm phần phân tích tài chính, phần này đòi hỏi nhiều công sức và kiên nhẫn. Bên cạnh Kim đang tập trung cao độ tính tính toán toán dày đặc trong phần mềm Excel, Mauricio nhịp chân nghe nhạc và ngắm cô bạn châu Á. Thỉnh thoảng anh cũng cúi xuống máy tính gõ gõ vu vơ, nhưng ánh mắt đa tình của dân Nam Mỹ đen láy cứ liếc Kim say đắm. Mauricio đã uống đến lon cốc thứ tư, nhưng dường như chưa đã khát. Anh nhìn những giọt mồ hôi bên thái dương Kim rồi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra thấm. Kim không phản ứng, cô đang bận rộn với những công thức của mình. Nghỉ chút xíu uống cốc đi em, Mauricio đề nghị, trời nóng quá, chiều nay mình đi bơi không? Em phải làm xong phần này đã, 3 tuần nữa nộp bài thi rồi. Kim ngước lên mỉm cười với Mauricio. Tụi trong nhóm làm ăn gì mà chán quá, cứ phải chờ đợi tụi nó tìm số liệu. Nếu làm bài cá nhân thì em đã xong từ lâu.
Dù gì đi bơi cho khỏe người, Mauricio tiếp tục rủ rê. Ở cái xứ lạnh lẽo này, hiếm hoi mới có lúc trời nóng mà vẫy vùng trong nước mát. Anh có cái này cho em nè. Mauricio móc túi quần lấy ra một nhúm vải. Anh phẩy nhẹ, túm vải nhỏ hóa ra thành bộ đồ tắm hai mảnh bé xíu màu vàng chanh ngọt ngào. Kim bất ngờ, cô cười lớn khoái chí trước món quà ngộ nghĩnh. Mauricio đẩy Kim đứng dậy rồi ướm bộ đồ tắm lên người cô. Một tay anh giữ mảnh trên, tay kia đè vào mảnh dưới. Biết Mauricio đang lợi dụng, Kim nhảy choi choi lên phản đối. Thôi thôi. Rồi hai người nắc nẻ. Đúng lúc đó, hung thần của Kim xuất hiện. Thật ra hẳn Fernando đã mục kích cảnh thân mật này từ trước, nhưng đến lúc ngứa mắt quá, anh mới đành từ bụi cây phía sau bước ra, vẻ mặt tự chủ lên tiếng. Xin chào, hai người học hành vui vẻ quá. Nhạc sôi động ghê, uống coca nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Kim giật mình, cô không biết nói gì. Mauricio càu nhàu đủ lớn. Đang lúc vui, bực mình dễ sợ. Rồi dọn dẹp máy tính, quay lưng bỏ đi. Em học hành vậy đó hả? Chờ Mauricio đi khuất, Fernando nhìn Kim nghiêm khắc hỏi. Có biết giáo sư Potlock nổi tiếng sát thủ sinh viên nước ngoài không? Em nhớ anh, Kim thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì hết. Sao anh bỏ bê em dữ vậy? Anh bận. Mặt Fernando giãn ra trước câu hỏi nũng nịu của Kim, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc. Em đã biết làm việc có phương pháp rồi thì phải tự mình bơi chứ, sao cứ trông đợi anh hoài? Anh còn biết bao việc phải làm, anh cũng có luận án phải viết, mùa thi nên anh còn lo cho các sinh viên hệ đại học nữa. Em không những phải hoàn thành môn thi của giáo sư Potlock, còn 3 môn thi khác và cái luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành. Em không thể đi chơi nghe nhạc tắm nắng như Mauricio đâu. Anh ta cứ tà tà học, tà tà thi lại, tà tà tốt nghiệp, tà tà ra trường. Em chỉ có 1 năm thôi, em nhớ không? Tự lo cho bản thân mình đi. Anh thật là vô tâm, Kim quạo, dù biết Fernando có lý, cô gây sự đủ độc ác. Nhờ anh độc ác em mới tiến bộ được như hôm nay, Fernando căng thẳng không kém. Em không phát huy tiếp mà còn bày đặt nhõng nhẽo thì anh cũng bỏ luôn đó. Thì bỏ đi, Kim tự ái kinh khủng, em không cần. Kim ôm máy tính vùng vằng bỏ lên phòng. Fernando không đi theo. Thường chẳng bao giờ anh chạy theo cô trong những màn giận hờn trẻ con này. Trên cửa sổ, Kim nhìn thấy Fernando ra xe lái ra khu học xá. Một vài sinh viên nữ hệ đại học chạy theo hỏi gì đó. Anh dừng xe lại trả lời các cô gái. Cuối cùng họ mở cửa xe, Fernando leo vào trong. Xe chạy lên hướng trường đại học. Kim nhíu mày suy nghĩ, đi thư viện hay ra khỏi giới hạn cái thư viện đây? Mauricio biết Fernando đã bỏ đi, anh gõ cửa phòng Kim tiếp tục rủ rê. Đi bơi không, học hoài cũng đâu có vô. Kim đấu tranh tư tưởng không đáp. Mauricio cố gắng vận dụng nam nhân kế. Anh đưa đôi mắt nhung đen đa tình của mình xoáy sâu vào Kim khích. Đi đi, Fernando dở người của em không biết đâu, mà làm gì em sợ anh ta dữ vậy? Kim biết mình đã bị đánh trúng đòn, cô gật đầu đồng ý. Chẳng phải Fernando nói em hãy tự đi bơi một mình sao? Kim lầm bầm tự nhủ, thì em sẽ đi bơi. Cô cố tình quên rằng Fernando dặn hãy tự bơi một mình, chứ không bảo cô hãy đi bơi với anh chàng đẹp trai Mauricio. Thậm chí còn để cho Mauricio âu yếm chở trên xe đạp đòn ngang vì anh chàng đào hoa không thèm gắn yên sau. Mauricio có thân hình rất lý tưởng, những cơ bắp nổi lên lồ lộ chứng tỏ anh ta là một người năng chơi thể thao và thích quan tâm chăm sóc cơ thể. Kim ngượng chín người với bộ đồ tắm bé tí màu vàng chanh. Cô nhảy xuống nước tránh ánh mắt hau háu của Mauricio. Kim nghĩ mình nhỏ con, không màu mỡ như những cô gái phương Tây ở đây. Nhưng Mauricio cứ một mực tấm tắc, em có một body gợi cảm lắm, Lolita của anh. Cô ngại quá bơi hùng hục tránh ánh mắt đen giết người của anh chàng Nam Mỹ. Bơi mãi cũng mệt, Kim leo lên bờ nằm nghỉ. Mauricio y như một con ruồi sáp đến vo ve. Anh đưa cho cô ly nước trái cây rồi cứ thế tán tỉnh. Hồi trước anh thấy em cũng xinh nhưng buồn buồn. Em lại còn bị anh chàng Fernando đàn áp dã man nên lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Sau này em đẹp hẳn ra, giờ đi bơi mới biết em có thân hình đồng hồ cát. Kim trêu lại Mauricio. Đẹp trai lồng lộng và đa tình như Casanova, sao anh không tìm cách hưởng thụy vũ hay trung đình đi, cho biết mùi da vàng theo em làm gì? Mauricio cười lớn. Em thừa biết thụy vũ trinh trắng vô cùng, đại bác bắn còn không thủng, thôi anh không ham. Còn trung đình có vẻ chịu chơi hơn, đẹp nhưng không nhạt nhạt làm sao, nhìn không hạp nhãn, chẳng hứng thú gì.
Mauricio nói chuyện vốn có duyên và hay hài hước, thường làm Kim cười, nhưng hôm nay nghe anh bình phẩm các cô gái nghe du côn quá làm Kim chán. Cô nhìn đồng hồ treo tường thấy đã 8 giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, liền đòi về. Em còn phải làm nốt bài tập trễ rồi. Đột nhiên Mauricio cáu. Anh chàng Fernando dở người đó có cái gì mà em mê dữ vậy? Mê hồi nào? Kim chối nhưng mắt cô đang cười. Không mê sao anh ta nói gì em cũng nghe theo răm rắp, Mauricio truy sát. Tại anh ta nói đúng, Kim thú nhận. Cô chợt thấy nhớ Fernando kinh khủng. Mauricio không tha. Mà anh hỏi thật đó, Fernando có cái gì? Anh ta nghiêm khắc, lạnh lùng, không biết âu yếm chiều chuộng em, lúc nào cũng thấy Fernando la em. Thì em học hành không đàng hoàng nên bị la là phải rồi, Kim bênh. Sao anh biết Fernando không biết âu yếm chiều chuộng em chứ? Anh thấy hai người rất lạ, yêu nhau rồi mà vẫn không thèm nhào vô hưởng thụ. Cứ thấy Fernando bắt em học hoài, cái anh chàng đó quả không bình thường. Cuộc đời đâu phải chỉ có công việc và nghĩa vụ, Mauricio cáu nhàu. Còn thú vui nữa chứ, sống mà không biết dừng lại suy nghĩ, chỉ lao hùng hục vào công việc thì không khôn ngoan lắm đâu. Kim không buồn tranh luận, cô uể oải làm Mauricio cũng cụt hứng. Anh đành lấy xe đạp chở cô về khu học xá rồi đột ngột phán một câu nghiêm túc. Anh thích em đã lâu, cái vẻ vừa e dè vừa máu lửa rất Lolita của em làm anh chết lên chết xuống. Kim đứng đực ra nhìn Mauricio giận dỗi bỏ ra hộp đêm chơi tiếp, lòng bứt rứt. Tại sao anh ta dám nói trông cô máu lửa? Hôm nay tối thứ 6 khu học xá vắng ngắt. Kim lên phòng tìm mì gói rồi ra bếp nấu nước sôi. Đang húp xì sụp nửa chừng thì điện thoại trong hành lang vang lên. Kim bực bội bắt máy. Hello, ai đó? Mọi người đi hết rồi. Em hả? Giọng Fernando dịu dàng bên kia đầu dây. Kim hoàn toàn bất ngờ. Em ăn tối chưa? Đang ăn mì gói, Kim đáp. Vậy hả? Anh định đến rủ em đi ăn, nãy giờ em làm gì? Làm xong phần tính toán của môn của ông Potlop chưa? Kim trốn tránh. Thôi anh Hửng đó, đừng hỏi đến chuyện học hành của em nữa, em đã tự bơi một mình rồi. Một mình à? Fernando hỏi lại bâng quơ làm Kim chột dạ. 15 phút nữa anh đến nhé. Không đợi Kim trả lời, Fernando cúp máy. Kim thở hắt ra, tại sao lúc nào anh ta cũng làm chủ tình hình? Cô vội vã giấu bộ áo bikini ướt đẫm đang phơi ở bồn rửa mặt vào nhà tắm. Kịp sấy khô mái tóc và thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Fernando xuất hiện. Kim làm vẻ mặt điêu nghỉu nhìn anh. Fernando tươi cười ôm cô vào lòng vuốt ve. Nhớ em quá. Kim không kháng cự, nhưng khi anh hôn lên tóc cô rồi vô tình nhận xét. Tóc em sao khô cứng và toàn mùi hóa chất vậy nè? Cô xô anh ra và la lớn. Chê thì về đi, Fernando giảng hòa. Thôi mà, mình đi ăn đi, anh đói bụng lắm rồi, anh mới ở trường ra. Kim còn làm bộ rùng rằng đợi Fernando gắt, mau lên em. Cô mới chịu lật đật chạy theo anh. Kim tự nghĩ mình như con lừa ưa nặng, thật là oái oăm. Fernando nắm tay Kim đi bộ vào khu phố cổ, nơi giới trẻ tụ về dịp cuối tuần. Không hiểu sao Kim vô cùng lo ngại, cô sợ gặp phải Mauricio. Kim kéo Fernando đi ngả khác, tránh ngang qua nhà hàng Hy Lạp sặc mùi thịt nướng. Cô bắt anh đi lòng vòng hồi lâu mà vẫn chưa quyết định vào ăn ở đâu, khiến Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. Em có bị tâm thần không? Đứng trước nhà hàng nào Kim cũng ngại Mauricio nhảy sổ ra trêu chọc. Làm gì mà em mê anh ta dữ vậy? Nhưng khi thấy cô đi bên Fernando thay vì ngồi nhà làm bài, cuối cùng Kim làm bộ mệt mỏi, cô thì thầm. Em không hợp với mấy chỗ này. Em muốn ở đâu yên tĩnh hơn? Fernando nhìn cô. Anh quyết định. Vậy thôi, về nhà anh đi. Fernando sống hơi xa trung tâm thành phố. Anh lái xe đến gần nửa tiếng. Chỗ anh ở gần thiên nhiên, một mảng rừng bao quanh khu nhà. Tiếng côn trùng nỉ non làm Kim hơi ngán. Anh ở chi chỗ đèo heo hút gió dữ vậy nè? Fernando nháy mắt cười. Không phải em thích yên tĩnh sao? Rồi dẫn cô lên căn hộ của mình. Anh mở cửa giới thiệu, đây là phòng khách và nơi làm việc của anh. Kim kinh ngạc nhận ra Fernando rất biết cách trang trí nhà cửa. Trên tường là những bức tranh phong cảnh, tủ sách sắp xếp trật tự và bàn làm việc thật ngăn nắp. Một cây đèn có dáng vẻ rất nghệ thuật đặt ở góc phòng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Chậu cây xanh nằm ở góc đối diện và giỏ hoa hồng nơi cửa sổ tạo nên một không khí sống động.
Fernando kéo tay Kim vô bếp khoe, bếp của anh nè, sạch sẽ không? Làm Kim tự hỏi, con trai độc thân mà ngăn nắp thì cần gì cưới vợ nữa? Em có muốn xem phòng ngủ của anh không? Fernando đề nghị. Kim gật đầu đi theo anh. Một cái giường tươm tất và quyến rũ như trong khách sạn nằm trong góc phòng. Trên bàn ngủ, Kim thấy hình gia đình Fernando. Fernando cầm khung hình lên giới thiệu. Đây là cha mẹ anh, còn đây là thằng em trai tên Paulo và người chị gái An Maria. Kim cười nhận xét, anh xấu nhất nhà. Fernando trêu lại, vậy mới xứng với em. Ai đây? Kim chỉ hình một con mèo tuyệt đẹp trên đầu giường. Sao anh đặt hình nó trong phòng ngủ? Fernando nhìn Kim cười. À, người yêu của anh đó, nàng tên Luciana. Bình thường rất dịu dàng và dễ thương, nhưng lâu lâu nổi cơn điên hay cắn người đang vuốt ve mình một cách bất ngờ. Nói xong, Fernando ôm Kim vào lòng hôn. Giống em y chang. Hai người bật cười và thầm tiếc sao không đến đây sớm hơn. Kim buột miệng khen, nhà anh ngăn nắp quá. Fernando nháy mắt hóm hỉnh. Bởi vậy lần đầu vô phòng em trong ký túc xá, anh thấy ngộp thở như vào một bãi rác. Kim xấu hổ thật sự, cô đỏ mặt phát quạo lên. Lại xài xể người ta nữa rồi. Fernando cười lớn, nghe thật láo lỉnh. Ngồi yên ở đây xem TV. Fernando ra lệnh, đừng đi lại lục lọi lung tung nhé, chờ anh một chút. Cho em phụ anh với, Kim đề nghị. Fernando lắc đầu cương quyết. Thôi biết gì mà phụ, em chỉ nấu được mì gói và chiên trứng thôi. À mà em còn thích ăn khoai tây chiên chấm cá hộp sốt cà chua không? Lại chọc quê người ta nữa rồi. Kim bật cười nghĩ mình không còn gì để tự vệ. Lần đó em muốn làm món fish and chips đặc trưng của nước Anh. Chips thì dễ rồi, mua khoai tây đông lạnh về chiên. Còn fish thì em loay hoay hoài không biết pha bột làm sao để bọc miếng cá lại chiên cho giòn. Rốt cuộc em ghét quá, khui cá hộp ra ăn phứt cho rồi. Dù sao cũng là fish and chips. Fernando cười lớn. Dân Anh chắc khóc thét lên nếu biết em biến cái món fish and chips đặc trưng của người ta theo kiểu này. Thôi để hôm nào rảnh anh làm cho ăn. Kim ngưỡng mộ. Anh biết nấu ăn sao? Con trai Việt Nam không biết đâu. Con gái Việt Nam cũng đâu có biết. Fernando nhìn Kim ngụ ý, không phải vậy sao? Anh đừng nhìn em rồi nghĩ ai cũng vậy. Kim quả thật là rất ngượng. Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng đảm đang, nấu ăn giỏi, hiền dịu. Fernando nửa đùa nửa thật. Vậy em đúng là trường hợp cá biệt rồi. Em bừa bộn, em không biết nấu ăn, lại còn đánh đá nữa. Đủ rồi nghe. Kim cố cười nhưng mặt méo sạch. Thôi anh muốn nấu nướng gì đó thì làm một mình đi. Kim bỏ lên phòng làm việc của Fernando. Cô tò mò nhìn những bức tranh phong cảnh quê anh treo trên tường. Nhà anh ở đâu bên Bồ Đào Nha? Fernando trả lời vọng lên. Lisbon, đẹp lắm đó. Kim tìm trên bản đồ. Nước của anh ở sát Tây Ban Nha, nơi người dân nổi tiếng có dòng máu nóng và chịu chơi. Còn người Bồ Đào Nha như anh sao khô khan, khó chịu và lạnh lùng quá. Ở dưới bếp, Fernando cười lớn. Hai nước tuy gần nhau nhưng cách nhau một dãy núi là khác xa nhau tính tình rồi. Mà người đạo Bồ Đào Nha như anh nhìn vậy thôi chứ thật ra còn tình cảm và nồng nhiệt hơn ai hết, em không thấy vậy sao? Kim ngượng không thèm nói năng gì nữa, cô quay sang nhìn tủ sách của Fernando. Đa phần là sách về kinh tế học, tài chính, toán cao cấp. Những cuốn sách vi mô, vĩ mô đọc muốn nhức đầu. Chợt Kim nhận ra vài cuốn tiểu thuyết nằm sợ sệt một góc. Thì ra anh cũng cố gắng lãng mạn một chút. Fernando đã dọn bàn ăn, anh cũng không cho Kim đụng tay vô. Ngon không? Fernando hỏi. Anh làm gì mà không tốt chứ? Kim thú nhận một cách châm chọc, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm. Hôm nay anh không chuẩn bị trước đó, nên làm gấp cho em ăn spaghetti. Fernando thích thú trước lời khen. Nếu không gấp thì còn ngon nữa. Ăn thêm đi cho mau lớn. Kim cáu. Hứ, hình như anh luôn coi em là con nít hả? Dĩ nhiên, Fernando ngừng ăn một phút, ngắm nghía Kim. Không thể nào tin nổi, em 25 rồi. Lần đầu gặp em trong phòng làm việc ở trường, em rên rỉ, anh không tưởng tượng được em khổ sở thế nào đâu. Em nhập học trễ, nhìn y như một cô bé cấp 2, bơ vơ mới 15 tuổi. Hứ! Rồi Kim chợt nhớ Mauricio hay gọi mình là Lolita. Cô bất giác, bật cười. Fernando âu yếm hỏi, sao cười, nghe khen trẻ thích hả? Thích cái gì? Kim ngán ngẩm. Lúc nào cũng bị người ta coi thường. Tụi sinh viên năm nhất gặp em toàn gọi là cô bé, đồ hỗn hảo. Fernando trêu, tụi nó đâu có biết em cũng ghê gớm lắm mới xin được học bổng qua đây phải không?
Không những em có dáng vẻ trẻ con, thái độ và tính tình của em cũng sáng nắng chiều mưa y như một cô bé đang tuổi dậy thì. Kim không thèm nói nữa, mặc kệ Fernando muốn trêu chọc sao cũng được. Cô vu vơ hỏi Lolita trong chuyện bao nhiêu tuổi. Giờ này không biết Mauricio đã về nhà hay chưa, hay vẫn còn trong một câu lạc bộ đêm nào đó đang lắc lư thân hình gợi cảm. Fernando đã đứng dậy dọn dẹp. Kim giả bộ đòi để em làm cho. Nhưng khi anh bảo thôi, ai lại bắt em rửa chén chứ tội nghiệp lắm, Kim khoái chí gật đầu chịu liền. Cô chúa ghét làm việc nhà. Cô mở tivi lên để mặc Fernando loay hoay. Ai bảo anh ta thích làm người giỏi giang. Một bộ phim hài lôi cuốn làm Kim bật cười nắc nẻ. Cô hối Fernando, nhanh lên xem cái này vui lắm nè. Fernando ngồi xuống bên Kim. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi mỉm cười lắc đầu trước vẻ vô tư của cô. Lúc hết phim, Kim nghĩ đã đến lúc ra về thì hốt hoảng nhận ra đã 3 giờ sáng rồi. Khuya vậy sao anh không nhắc em? Kim rối rít lo ngại, anh chở em về mau lên. Fernando tỉnh bơ, khuya cái gì, gần sáng thì có. Lúc anh đến khu hợp xá thì đã 10 giờ tối rồi. Em còn đủng đa đủng đỉnh đi tới đi lui trước mấy cái nhà hàng. Em nói bỏ quên chìa khóa mà bây giờ em về khu hợp xá ai mở cửa cho em? Vậy bây giờ tính sao? Kim mở to mắt lo ngại. Em làm gì dữ vậy? Fernando bình thản. Anh đâu có tống cổ em ra đường vào giờ này mà lo. Lỡ rồi ở lại đây ngủ đi. Kim kinh ngạc. Sao? Ngủ lại nhà anh hả? Làm gì nhìn anh ghê vậy? Fernando phát quọng. Anh nói em ngủ lại nhà anh, chứ đâu có bảo em ngủ với anh. Ai thèm làm gì em chứ? Đụng vô em chắc công bị quy vô tội lạm dụng trẻ vị thành niên. Kim bối rối không biết làm sao. Fernando mở tủ lấy một bộ pyjama rồi đẩy cô vào nhà tắm. Anh bôi kem đánh răng lên một bàn chải mới, lấy khăn mặt mới đưa tận tay Kim rồi bỏ ra ngoài. Kim lúng túng vì bộ đồ quá khổ nên cuối cùng quyết định chỉ mặc cái áo pyjama của Fernando đã dài gần đến gối. Cô đi ra, cúi gầm đầu khổ sở. Fernando bật cười trước vẻ e dè của Kim. Anh cố gắng xử sự đàng hoàng cho cô đỡ ngại. Em nằm trên giường đi, anh nằm dưới sàn cũng được. Trời cũng không lạnh lắm. Fernando hôn nhẹ lên môi cô. Kim gượng cười leo lên giường trùm chăn kín mít. Gần hè lò sưởi trung ương không chạy nữa, nhưng ban đêm nhiệt độ xuống khá thấp. Kim trằn trọc một hồi rồi quyết định đề nghị. Thôi anh lên giường ngủ với em đi, miễn anh không làm gì em là được rồi. Anh nằm dưới sàn rủi bệnh em không tránh hết được trách nhiệm đâu. Cái giọng thỏ thẻ thật tình của Kim làm Fernando thấy tội nghiệp. Em chắc không đó. Anh không cố trêu chọc cô, nhưng nằm chung rủi em có bề gì anh cũng không gánh hết được trách nhiệm đâu. Kim bật cười, nằm xích vô nhường chỗ cho Fernando. Anh nhìn vẻ khép nép của Kim phỉ cười hỏi. Ở Việt Nam em chỉ biết học hành rồi đi làm để săn lùng học bổng thôi hả? Kim lắc đầu, không hẳn. Em cũng biết yêu, cũng từng có vài người bạn trai, nhưng dĩ nhiên là chỉ đến đó thôi. Fernando cười lớn trước lời khai báo thật thà của Kim. Anh quay lưng lại, cố chừa một khoảng cách an toàn nhất định rồi buột miệng nhận xét. Mấy anh chàng đó chắc bệnh hết rồi. Kim không đáp, cô đang hồi hộp. Đột nhiên Fernando trở mình tìm bàn tay Kim nắm chặt lấy. Em yên tâm ngủ đi, anh mỉm cười trấn an. Anh hứa cũng sẽ giáng bệnh đêm nay. Kim cười nắc nẻ, cảm ơn nhé. Nhưng Fernando đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh thì thầm, nhưng chỉ đêm nay thôi đó. Stress. Kim mệt mỏi với nhóm bạn làm bài thi môn của giáo sư Potluck. Họ không năng động, lại lười biếng và mất căn bản kinh khủng. Có người đến từ Brazil lạc hậu, có người dân Trung Mỹ hung hăng chưa nói đã gây. Kẻ thì mất căn bản do nền giáo dục yếu kém như Rumani. Kẻ thì nói tiếng Anh chẳng ai hiểu vì giọng Ấn Độ. Cả đám mỗi lần họp lại chẳng học hành được bao nhiêu, mà toàn chỉ trích và đổ vấy công việc cho nhau. Khối lượng bài thì thật đồ sộ mà nhịp độ làm cứ việc tà tà. Kim không dám kể với Fernando điều này, sợ anh trách cô không có tài lãnh đạo. Lãnh đạo sao nổi đội quân ô hợp mà có ai cho cô quyền lãnh đạo đâu. Anh bạn người Panama nói thẳng, Việt Nam hả, nghe lạ hoắc. Cô bạn Rumani cười cầu tài, tôi không giỏi, ai muốn làm gì thì làm, giao tôi cái gì tôi làm cái đó, nhưng tôi không chắc là làm tốt đâu nghe. Anh chàng Ấn Độ trọ trẻ mà cứ thích cho ý kiến, mỗi lần anh ta phát biểu cả đám phải căng tai ra nghe. Đến lúc hết kiên nhẫn, anh bạn Panama hét lên, mày nói tiếng Anh dùm đi. Quá ức,
Chàng Ấn Độ quát ầm lên, mày khôn tôn trọng, mày không tôn trọng tao. Tao đang nói tiếng An đó. Mày tưởng chỉ có mìn mày mơ dán nổi nón hả? Mày muốn đán nhau khôn? Thế là cả nhóm lại phải nhào vô can ngăn. Những tiếng chửi thề đủ mọi ngôn ngữ sổ ra lung tung. Đôi lúc Kim cũng thừa nước đục thả câu, buông ra một mớ từ rõ tục cho giảm stress. Bạo loạn được dàn xếp xong thì cũng hết học hành nổi. Kim chỉ mong nhóm mình vượt qua được môn này dù điểm vớt cũng được. Kim đã thỏa thuận với Fernando giữa họ không nên nói chuyện học hành của cô nữa. Cô đã đủ sức để bơi một mình, và lại Fernando lúc này quả rất bận. Anh đang chuẩn bị sang Mỹ dự hội nghị gì đó cùng giáo sư Bradley. Khi Fernando từ Mỹ quay về sau một tuần hội nghị, nhóm của Kim đã thi xong môn xây dựng chiến lược kinh doanh của ông Potlock. Cả đám không tiếc lời nguyền rủa ông thầy, thậm chí còn gọi chạch tên ông ta là giáo sư Porno nữa. Ông đã cho cả đám 7 đứa rớt hết với lời kết luận các người làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Tưởng thi theo nhóm là tôi cho đậu sao? 2 tháng nữa tôi cho các người thi lại. Cũng đề tài này, mỗi người tự nộp bài cá nhân, như vậy các người khỏi đổ thừa qua lại nữa. Fernando phone hẹn gặp Kim ở khu vườn sau khoa kinh tế. Cô biết sấm sét sẽ nổ ra nên trốn không đến. Chắc hẳn anh giận điên lên vì Kim dám cho mình leo cây. Đến tối lúc cô đã ăn xong, đang cặm cụi làm bài thi cho môn quản trị nhân sự quốc tế, thì Fernando đến khu học xá. Khác với sự dự đoán của Kim, trông anh vẫn bình tĩnh dù đôi mắt nhìn cô nghiêm nghị như thường lệ. Fernando nhẹ nhàng hỏi khi thấy Kim có vẻ hốc hác, em khỏe không? Cũng bình thường, Kim trả lời cho qua. Anh đã thấy kết quả môn của giáo sư Potlock dán trên phòng giáo vụ. Fernando làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng anh lạnh băng. Tại sao nhóm em lại bị rớt vậy? Mắc mớ gì đến anh? Kim đã bắt đầu run. Em ăn nói với anh như vậy đó hả? Fernando nhìn cô nghiêm khắc và buồn bã. Thì anh đã từng nói đừng trông đợi gì ở anh nữa mà. Kim thút thít. Fernando gằn giọng dù đã cố giữ bình tĩnh. Anh không nói như vậy. Anh chỉ nói em đừng ỷ lại anh và hãy cố gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng nếu em gặp khó khăn, anh luôn sẵn sàng giúp em, sao em không hỏi? Em thấy không cần thiết, em đã làm phần của mình rất tốt. Tại nhóm em toàn người nước ngoài nên ông Potlock tàn sát dã man như vậy. Giờ thì ổng bắt tội em tự làm phần thi này một mình. Khối lượng công việc của 7 đứa, bài thi dày 50 trang mà ổng bắt làm một mình. Fernando ra lệnh, một mình thì một mình. Em bắt buộc phải vượt qua môn thi này vào đầu mùa thu trước khi em bảo vệ luận văn. Nếu không, mục tiêu hoàn thành khóa cao học trong một năm của em sẽ phá sản. Kim nổi máu bướng lên. Phá sản thì thôi, em đâu cần bằng cấp. Em đã học đủ những gì cần học trong một năm ở đây. Người ta phân biệt chủng tộc thì em đành chịu chứ sao? Người ta càng phân biệt đối xử với mình bao nhiêu, mình càng phải cố gắng lên nhiều hơn. Sao lại đầu hàng dễ dàng như vậy? Fernando bực bội. Anh thất vọng với em quá. Cứ tưởng người Việt Nam là một dân tộc anh hùng từng chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều lần. Vậy mà. Kim oải quá la lên. Thôi đủ rồi, anh đi đi. Tại sao anh phải đi khi bị em đuổi chứ? Mặt Fernando đanh lại. Anh cứ ở lì đây thì em làm gì được anh? Em sẽ nguyền rủa anh. Thì kệ em. Miễn anh đạt được mục đích của mình. Em cũng phải học cách lì như vậy. Mặc kệ ông Potlock có muốn tàn sát em. Miễn em thật vững, thật chuyên nghiệp, ông ta sẽ không làm gì được em. Kim mệt mỏi, im lặng không nói nữa. Fernando có vẻ cũng mủi lòng trước cô học trò tội nghiệp. Anh thấy mắt cô thâm quầng, mặt gầy thuỗng ra. Anh đến bên Kim, ôm cô vào lòng vỗ về. Dáng lên em. Kim thở dài, chán quá, rồi đẩy Fernando ra. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời mùa hè nắng vẫn chưa tắt, dù đã 9 giờ tối. Bọn sinh viên dập dìu, nằm ngồi la liệt trong vườn. Mấy đứa cười nói rộn ràng hẳn đã rảnh nợ. Đám bò lăn bò toài sách vở bề bộn trên cỏ, chắc cũng thi lại vài môn. Fernando ôm Kim từ phía sau nhẹ nhàng hỏi, em còn mấy môn thi chưa thi? 2, Kim lạnh lùng trả lời. Đã nộp bài một môn rồi, còn môn nhân sự đang làm, đầu tuần sau hết ạ. Được không? Fernando tỏ vẻ lo ngại. Kim tự nhiên nổi đoá. Được là sao? Ai biết được là sao? Thì cũng phải làm hết sức mình thôi chứ ai biết được là sao? Thấy Kim nổi khùng, Fernando phải đánh trống lảng. Ai in dùm em bài thi trong lúc anh đi hội nghị bên Mỹ vậy? Không có anh, em xoay sở làm sao? Mauricio, anh ta có máy in trong phòng. Mauricio,
Fernando hơi lên giọng. Anh ta có bị thi lại môn nào không? Không. Tại sao anh chủ anh ta thi lại? Anh chàng có vẻ học hành tài tử đó đậu hết, thậm chí còn có điểm cao nữa, toàn điểm A và điểm B, từ 70% trở lên thôi. Học nông nghiệp sướng thật, toàn là thầy hiền lành, còn mấy cha kinh tế toàn là đục cả trớn cả cháo, cỡ ông Pondor, không thì giết người ta hết còn gì. Fernando cố nén cười, thấy Kim lên cơn văng tục tùm lum. Anh biết cô đang bị stress hành hạ. Fernando hôn lên tóc Kim rồi đưa cho cô một con búp bê nhỏ có dáng vẻ rụt rè dễ thương. Tặng em nè, anh đem từ bên Mỹ về đó, nó giống em không? Kim không thèm lấy, chỉ liếc mắt nhìn hờ hững làm Fernando cụt hứng. Anh biết rồi, em chỉ thích tặng áo tắm hai mảnh thôi, Fernando nổi cơn ghen bóng gió. Mà người tặng phải tự tay ướm lên người em kìa. Kim không đáp, Fernando buồn bã quay lưng bỏ về. Thôi em làm bài tiếp đi. Fernando đi rồi, Mauricio gõ cửa thò đầu vô lo lắng. Fernando có la em nhiều vì tội thi rớt không? Kim thở dài não nuột. La cái gì? Làm như em muốn vậy đó. Thôi chắc em đi ngủ đây, học hành gì nữa chứ. Mauricio nhìn cô thương cảm. Hay đi bơi đi, bơi về mệt sẽ ngủ ngon. Giờ em ngủ cũng không được đâu. Không đợi Mauricio năn nỉ lâu, Kim gật đầu cái rụp. Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang đi lên hồ bơi. Mauricio tế nhị đi đường vòng tránh những đoạn nào vào trường có thể gặp phải hung thần. Kim vừa thấy nước đã nhảy xuống bơi cật lực làm Mauricio phải bơi đuổi theo hùng hục. Đi bơi với em xong dã rời cơ thể, công nhận em bơi khỏe thế, đúng là máu lửa. Mauricio chia tay Kim trước cửa phòng. Thôi anh vô làm một giấc đây, em cũng ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Giá mà anh thi rớt vài môn cho em đừng bị thi lại môn này anh cũng cam lòng, tội nghiệp quá. Kim mỉm cười méo sạch, cô cảm động nắm tay Mauricio lý nhí, cảm ơn anh. Mauricio ôm cô vào lòng vỗ về. Thôi dáng lên Lolita, dù em có rớt bao nhiêu môn, có trượt bằng thạc sĩ đi chăng nữa, anh vẫn luôn thích em. Kim vào phòng gieo mình xuống giường, từng thớ thịt giãn ra nhưng đầu cô vẫn căng như sợi dây đàn. Kim ôm con búp bê bị hắt hủi vào lòng thút thít, tội nghiệp, tội nghiệp. Giờ cô mới nhận ra con búp bê có mái tóc dài màu đen. Sáng thứ hai, Kim nộp bài thi môn quản trị nhân sự quốc tế. Bà giáo đọc tại chỗ, phỏng vấn cô 15 phút rồi báo luôn, em được điểm A, 84%. Còn bài thi giữa kỳ làm chung với nhóm em được 70%. Kim cười hạnh phúc cảm ơn bà. Môn này cô không hề nhờ vả gì đến Fernando. Anh cũng không giỏi làm nhân sự lắm đâu. Người gì nguyên tắc và cứng nhắc thật đáng ghét. Ở phòng giáo vụ, Kim giả lại điểm các môn khác, coi như mình chỉ còn thiếu nợ bài thi của ông Pono, à không, ông Potlock, là cái luận văn tốt nghiệp nữa là xong. Luận văn làm với giáo sư Bailey, Kim thấy không có gì lo ngại vì cô đã làm chắc phần cốt lõi, chỉ thêm mắm giọng muối, tìm số liệu và ví dụ trên internet cho hoàn thành mấy chục trang. Kim muốn đến văn phòng gặp Fernando nhưng hơi ngại, cuối cùng cô đi vào thư viện tìm sách chuẩn bị tối nay bắt tay vào làm lại bài thi rớt. Kim bực bội, già thấy trên máy vi tính tất cả sách cần thiết cho môn này đã bị mượn hết. Mùa thi đã qua, sao sách lại bị vét đến mức này? Kim chắc chỉ có cái đám sinh viên nước ngoài trong nhóm bị rớt của cô đang cố giữ số sách này. Kim gọi điện cho vài đứa và ngạc nhiên nhận ra bọn chúng vẫn còn đang xả hơi sau kỳ thi và chuẩn bị nghỉ hè. Thì ra không ai có ý định 2 tháng sau thi lại như Kim. Họ oải quá, muốn năm sau học lại và lại gia nhập vào một nhóm nào đó. Bọn họ không bị áp lực thời gian, năm nay chưa xong thì còn năm sau. Kim ngao ngán, chỉ có mình là phải xong hết trong một năm. Suy nghĩ mãi, không biết ai đang giữ sách, Kim đánh bạo đến hỏi thủ thư. Cô thật tình kể hoàn cảnh của mình. Tôi bắt buộc phải thi trả nợ trong 2 tháng nữa. Tôi cần gấp số sách này lắm. Cho tôi biết tên người nào đang giữ chúng, tôi sẽ đến xin mượn lại hoặc photo. Người thủ thư gõ vài động tác lên bàn phím và trả lời cho Kim. Fernando Cavanho, hệ nghiên cứu sinh. Kim suy nghĩ nát óc không hiểu vì sao Fernando lại làm như vậy. Anh muốn giết cô, triệt đường thi cử hay bắt cô phải quỵ lụy mình. Giấu hết sách thì làm sao cô sống nổi, đồ độc ác. Kim vừa lầm bầm vừa tìm đến phòng Fernando định hỏi cho ra lẽ. Giống như mọi lần, phòng anh không đóng kín và bóng tụ sinh viên nữ luôn chập chờn bên trong.
Kim kiên nhẫn chờ mọi người ra hết mới rụt rè đẩy cửa bước vào. Fernando đang cúi xuống máy tính, mặt nghiêm trang và buồn bã. Chào anh, Kim làm ra vẻ khách sáo, anh khỏe không? Fernando gượng cười khách sáo không kém. À khỏe, cảm ơn. Em đến để xin lỗi anh phải không? Fernando nhìn cô gợi ý. Kim chưng hửng. Sao? Tại sao lại phải xin lỗi anh chứ? Vì em đã làm anh buồn, Fernando thiểu não. Anh mệt mỏi sắp chết rồi đây. Sắp chết mà lúc nào cũng có mấy cô sinh viên xinh đẹp bao vây hả? Fernando rầu rĩ. Thôi bao nhiêu bao vây kiểu đó không ham. Em có điểm hết mấy môn thi rồi phải không? Trừ cái môn của ông Potlock ra, anh thấy em cũng có nhiều điểm khá lắm. Anh theo dõi em kỹ quá nhỉ? Kim châm chọc. Anh định chiều nay đi làm về, ghé qua khu hợp xá đưa sách cho em. Nhưng bây giờ em đến đây rồi thì tiện thể em đem về luôn. Fernando đứng dậy, lục tủ, lấy ra đống sách Kim đang cần. Hóa ra anh mượn số sách này cũng chỉ đơn giản là đưa cho cô tự bơi, chứ không rắc rối như cô suy diễn. Kim hơi sượng vì đã nghĩ ngợi lung tung, cô cúi mặt không biết nói gì. Fernando có vẻ khá xa cách, anh đưa sách cho Kim xong thì quay trở lại bàn làm việc, cúi xuống máy chăm chú. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Fernando với cái sóng mũi cao, rất nam tính, làm Kim rộn lòng, nhưng anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không để ý gì đến Kim nữa, xem cô như một sinh viên bình thường nào đó đến xin tài liệu rồi, đứng lớ sớ hoài, không chịu đi ra. Kim ấp úng, em nghĩ mình nên cảm ơn anh vì đã tặng con búp bê. Không ngẩng đầu lên, Fernando lạnh lùng nói. Giờ mới cảm ơn hả? Không có gì. Kim buồn bã chào. Thôi em về, chúc anh làm việc tốt. Đi ngang qua phòng giáo sư Bentley, Kim thấy xe lăn của ông vừa từ trong chạy ra. Kim đứng lại chào, hỏi thăm ông đi Mỹ dự hội nghị có vui không. Giáo sư có vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, Fernando không kể gì cho em nghe sao? Tuần sau chúng tôi đi khoảng một tháng nữa, có một dự án hợp tác rất thú vị. Vẻ mặt buồn buồn của Kim làm giáo sư quan tâm. Em học hành sao rồi? Thi đậu hết không? Luận văn làm gần xong chưa? Sách gì ôm trên tay nhiều thế? Kim chậm rãi trả lời từng câu rồi chào ông bỏ đi. Giáo sư nhìn theo Kim chép miệng khẽ thở dài. Ở bến xe buýt, Kim tình cờ gặp Mauricio chạy xe đạp qua. Anh vui vẻ cho biết mình lên trường để gặp giáo sư đỡ đầu luận văn trước khi về Chile nghỉ hè. Mùa thu khai giảng năm học sau mới quay lại Oxford. Sao em buồn quá vậy? Mauricio quan tâm. Bộ bị Fernando la nữa hả? Kim lắc đầu. Anh ta không thèm la em nữa. Mauricio thở dài, cầm tay Kim lên hôn. Anh ta không la em cũng buồn hả? Vậy thôi, em mê Fernando quá rồi còn chối hoài làm gì? Kim không trả lời, cô buồn bã ngồi lên chiếc đòn ngang trong lòng Mauricio cho anh đạp xe trở về. Hơi thở ấm áp của Mauricio sau gáy làm Kim thấy đỡ cô đơn. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc của Mauricio, miệng lẩm nhẩm hát. May mà có anh, đời còn dễ thương. Mauricio không hiểu nhưng anh đang mỉm cười. Những vòng xe đạp dần trôi qua những con phố cổ, nắng nhạt dần sau lưng hai người. Những vạt gió mùa hè phơn phớt thổi, tóc Kim nhẹ nhẹ đậu trên môi Mauricio. Mấy ngày trong tuần trôi qua dài dằng dặc, Mauricio đã về Chile. Anh chia tay Kim bịn dịn làm cô phải trốn biệt trong phòng lúc taxi đến đón anh ra phi trường. Một nửa sinh viên trong khu hợp xá cũng nghỉ hè, căn nhà trống trải và vắng lặng nghe từng bước chân đi. Kim không biết làm gì, vùi đầu vào học như điên, cứ thay phiên nhau hết làm luận văn buổi sáng thì làm bài của ông Potlock buổi chiều. Mỗi lần trong hành lang chuông điện thoại reo lên, Kim lại hăm hở chạy ra bắt. Có một vài cuộc gọi dành cho cô từ người quen, bà con, bạn bè bên các nước châu Âu lân cận. Fernando không gọi, Kim rầu rĩ nghĩ mình đã bị lãng quên. Chiều thứ sáu cuối tuần, Kim chắc mình sẽ chết nếu Fernando không đoái hoài đến. Cô vùi con búp bê bé nhỏ xuống đáy tủ rồi lại lôi lên, buồn buồn, nằm trên giường rứt từng sợi tóc của nó. Cuối cùng rồi thì ơn trời, Fernando cũng đến lúc Kim đang thiêu thiêu ngủ cùng con búp bê trên đầu tay. Cửa không đóng, dường như Kim cố tình để thế cho Fernando tự nhiên vào. Anh gần ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đau lòng. Kim nằm bẹp trên giường, mặt xanh xao vàng vọt, mắt nhắm nghiền và những ngọn tóc đen rũ rượi xõa xuống trên nền gối trắng. Nghe tiếng đóng cửa dù rất khẽ của Fernando, Kim giật mình ngồi dậy. Anh quỳ xuống bên giường nhìn cô lo lắng.
Kim mở to mắt nhìn Fernando chòng chọc, rồi không cần màu mè, đưa tay ôm chặt cổ anh. Em bị bệnh hả? Fernando hỏi nhỏ, uống thuốc chưa? Em làm bài được nhiều lắm rồi. Fernando thở dài, thôi anh đâu có hỏi chuyện đó, anh chở em đi ăn nhé. Em không vô mấy cái nhà hàng đó đâu, Kim từ chối, em muốn đến nhà anh. Fernando vuốt tóc Kim vỗ về. Ừ thì đến nhà anh, em dậy thay đồ đi. Lúc Kim từ nhà tắm trở ra, Fernando đang cầm con búp bê trong tay một cách đau khổ. Nó có tội tình gì mà em hành hạ nó dữ vậy? Anh không nhận ra nó nổi. Lúc mua anh đã cố lựa con búp bê nào có tóc dài màu đen, giờ trụi lủi như vậy còn ra hình thù gì nữa? Sao em có sở thích kỳ cục vậy? Ai biểu anh lạnh lùng với em? Kim cũng phải bật cười trước cái đầu hói ngộ nghĩnh của con búp bê. Thôi kệ, em thấy nó thế cũng dễ thương mà, thậm chí còn độc đáo hơn nữa. Fernando nghiêm mặt. Vậy anh vặt tóc em giống như vậy nhé, để xem có độc đáo hơn không. Biết tính Fernando nói là làm, Kim hết hồn co giò chạy. Sau lưng cô, anh phùng mang trợn má đuổi theo rất sát. Hai người chạy hết một hành lang, hai tầng lầu, chạy luôn ba lượt quanh vườn cây khu hợp xá mới có kết quả cuối cùng. Fernando tóm được Kim nhưng anh không còn sức để dứt bất kỳ một sợi tóc nào của cô cả. Trời ơi, trình độ marathon của em tiến bộ đáng ngạc nhiên. Fernando thở dốc. Thậm chí em còn muốn qua mặt huấn luyện viên nữa. Bộ em muốn luyện để tham gia ngày marathon truyền thống ở London hả? Đừng dứt tóc em, Kim hình như vẫn còn sợ. Em xin thừa. Van xin xong, Kim ngã lăn ra vì có vẻ kiệt sức. Mặt cô tái mét không biết vì sợ hay mệt. Mắt mở to đầy e ngại. Fernando ôm cô vào lòng thương cảm. Anh giỡn thôi mà, em sợ anh dữ vậy sao? Nghe Fernando hỏi xong, Kim chợt khóc nức lên thê thảm. Chứ còn gì nữa, anh toàn ăn hiếp em. Fernando bật cười nhìn cô người yêu nhỏ bé khóc như gì. Thôi được rồi, anh bổng cô trên tay. Về nhà anh đi, anh đền bù cho, tội nghiệp. Ở nhà Fernando, Kim tha hồ nằm dài trên giường nhìn anh lăng xăng nấu nướng đền bù. Anh dọn lên bao nhiêu là món và Kim chỉ việc ung dung thưởng thức một cách nhiệt tình. Thậm chí lần này cô còn không thèm giả bộ dành rửa chén lấy lệ. Fernando dọn dẹp xong lại tiếp tục gọt trái cây pha cốc tai cho Kim uống. Cô có vẻ rất hài lòng, lúc nào cũng nở một nụ cười túc trực trên môi. Bất chợt, Fernando nhìn đồng hồ. Anh làm ra vẻ thảng thốt. 10 giờ rồi. Em về chưa? Anh trở về để khỏi đổ thừa anh không nhắc. Mau lên, đứng dậy đi về. Kim chưng hửng, cô hết nhìn đồng hồ lại nhìn Fernando. Cuối cùng Kim đứng lên, giọng sũng nước. Anh đuổi em về hả? Rồi lếch thếch đi ra phía cửa. Fernando mỉm cười chậm rãi đến bên Kim. Anh ôm siết cô vào lòng và hôn lên đôi môi hờn dỗi của cô thật lâu. Ở lại với anh nhé, Fernando thì thầm. Anh nhớ em như điên. Kim ở lại, không chỉ có đêm đó mà còn tiếp thêm 2 ngày cuối tuần. Cô đắm chìm trong vòng tay âu yếm và những nụ hôn cuồng nhiệt của Fernando. Họ thì thầm vào tai những lời yêu thương chân thành trong niềm hạnh phúc vô biên lần đầu được thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Kim vùi mặt vào vòng ngực bình yên của Fernando, ước gì thời gian quay ngược lại để có thể đến với nhau sớm hơn mà không cần thử thách nhiều như vậy. Buổi sáng, Fernando đánh thức Kim dậy lúc mặt trời đã lên khá cao, cùng những nụ hôn dịu dàng và khay đồ ăn sáng chu đáo dâng đến tận giường. Cô muốn được mãi ở lại nhà anh, nhưng đến tối chủ nhật, Fernando bắt buộc phải chở búp bê tóc đen về khu học xá. Sáng mai, anh đi Mỹ công tác. Fernando căn dặn, em ráng tiếp tục làm bài nhé. Làm hết phần nào gửi qua email cho anh phần đó. Ở Mỹ, anh tuy phải làm việc cả ngày, nhưng tối về khách sạn, anh sẽ thức đọc bài cho em. Em bị khó khăn chỗ nào, cứ viết thư cho anh. Rồi Fernando mỉm cười nháy mắt, anh sẽ làm remote control, chỉ đạo từ xa cho em. Kim hôn tạm biệt Fernando, cô hứa sẽ làm theo lời anh dạy bảo rồi lên lầu về phòng mình bằng những bước chân bay bổng, đôi cánh tình yêu đang nâng Kim lên. Chia tay. Quả như Fernando dự đoán, Kim gặp không ít khó khăn trong bài làm của mình. Cô làm bài miệt mài và mỗi sáng lại gửi email cho anh. Fernando sửa bài cho Kim từng chút một và viết hẳn một giáo trình soạn riêng cho cô. Kim càng làm càng hăng và nghĩ chắc Fernando càng đọc càng mừng vì cô đã gần đến đích. Thế nhưng khi Kim báo cô đã hoàn thành bài thi lại và sắp nộp cho xong cho rồi, Fernando hốt hoảng gọi về sạc cô một trận tơi bời. Em khùng hả? Tất cả những tính toán đó chỉ là một phần của bài thi thôi. Giáo sư Potluck sẽ cho em chết liền tức khắc.
Em còn phải làm thêm phần nghiên cứu thị trường, khả năng hòa vốn và các phần phụ lục nữa. Kim lại tiếp tục làm bài, cô oải quá và thường hay bực tức nghĩ Fernando quá lo xa. Kim vào thư viện tìm đọc lại những bài thi năm ngoái đạt điểm cao, chúng cũng đơn giản chứ đâu cầu kỳ như Fernando bắt buộc. May mà Fernando không làm giáo sư, nếu không còn giết sinh viên dã man hơn cả potluck nữa. Tuy nghĩ thế nhưng Kim không dám cãi lời anh. Fernando đi Mỹ một tháng về, Kim vẫn chưa làm xong bài thi vì khối lượng quá đồ sộ. Cô tự nhủ, bài thi học kỳ mà còn cực khổ hơn làm luận văn. Lần này ông potluck mà cho rớt, mình sẽ gọi thẳng vào mặt ổng là porno. Fernando cầm sấp bài dày mấy chục trang của Kim ra lệnh. Em bảo vệ thử trước anh đi, nếu anh cho qua thì mới hy vọng giáo sư potluck cho em đậu. Kim ngao ngán, anh còn khó hơn ổng nữa. Làm xong bài thi này em dành việc thành lập doanh nghiệp còn hơn một chuyên gia thứ thiệt. Vậy thì tốt. Kim bảo vệ bài thi với Fernando xong, thấy anh có vẻ hài lòng, cô háo hức hỏi, theo anh giáo sư potluck sẽ cho em điểm B hay A? Fernando nhún vai, em không nên quan tâm đến điểm nhiều như vậy. Nếu anh là potluck, dù em có làm tốt đến đâu, anh cũng chỉ cho em đủ điểm đậu thôi. Kim ngơ ngác, tại sao chứ? Fernando đưa tay vuốt tóc cô, cười rất bề trên. Em còn ngây thơ lắm. Kim nhảy dựng lên, là sao? Fernando bật cười, vì em thi lại thì chỉ được 60% đủ đậu thôi. Không lẽ potluck tự nhận mình đã lỡ tay tàn sát một sinh viên giỏi ở lần thi trước, nên lần này mới cho điểm cao như vậy? Kim bán tín bán nghi, nhưng khi cô đi thi, quả thật, giáo sư potluck tuy có vẻ rất ngạc nhiên vì cô làm bài quá kỹ, vẫn chỉ cho cô đủ điểm đậu sau khi gặng hỏi nhiều lần. Có ai làm dùm em không? Kim thở dài ngao ngán, cô dám hỏi ngược lại sát thủ máu lạnh. Thầy truy em nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà còn không tin vào khả năng phán đoán của mình sao? Potluck liếc cô một cái đầy lạnh lùng rồi nói tạm biệt. Kim ra khỏi phòng thi, cô uể oải gọi điện cho Fernando. Xong rồi, anh đoán như thần. Ổng còn gặng hỏi, có ai làm dùm không? Làm em tức điên lên được. Fernando cười lớn trong điện thoại. Anh dặn cô chờ mình ở bãi giữ xe. Anh cũng gần xong việc rồi, để anh chở em về luôn. Ủa, Fernando thấy Kim đang ngồi tiêu nghỉu ở bậc thềm. Sao mặt em tối hù vậy? Kim ngơ ngác hỏi lại, tối hù là sao? Bình thường thấy sáng sủa lắm, hào quang túa ra tùm lum. Fernando lại dở giọng trêu chọc ra. Thi xong thì sao không thư giãn đi? Em thấy mình cực khổ nhiều quá mà thành quả thu được chỉ là cái nhìn nghi ngờ của ông potluck và điểm số thấp lè tè. Fernando làm bộ quạo. Chứ anh thì sao? Anh có thi đâu mà cũng cực khổ. Ở Mỹ đồng nghiệp toàn đi chơi hộp đêm, còn anh bỏ về khách sạn lo sửa bài cho em. Khuya nào cũng 2-3 giờ mới ngủ và anh thu được cái gì chứ? Được cái vẻ mặt bí xị của em đó. Kim bật cười, cô lỏn lẻn. Em quên chưa cảm ơn anh. Fernando không đáp, anh nhún vai tỏ vẻ không thèm rồi nói, thôi mình về. Giờ mỗi lần nói về có nghĩa là họ sẽ về nhà Fernando, nơi có cái bếp nhỏ sạch sẽ và căn phòng ngủ ấm cúng của anh. Đã từ lâu Fernando và Kim không muốn đề cập đến những gì sẽ diễn ra sau khi cô tốt nghiệp. Họ tránh không nói về viễn cảnh Kim sẽ quay về Việt Nam và tương lai hai người không thể ở gần nhau. Dù không muốn nghĩ đến, Kim vẫn thường tự hỏi làm sao cô có thể chịu nổi cảnh không có Fernando kế bên chăm sóc. Về đến nhà, Kim nhìn Fernando hỏi thật thà, anh thấy em đỡ tối hù chưa? Làm Fernando không nhịn được cười, anh gần như lao vào cô với những nụ hôn dồn dập. Lúc buông Kim ra, Fernando cũng thật thà không kém. Nè, anh ước gì em đừng đem ba cái chuyện thi cử học hành của mình ra làm phiền anh nữa. Ở Mỹ anh nhớ em kinh khủng mà về đến nơi chỉ nghe toàn chuyện ông potluck. Kim nhìn anh nghiêm túc, nhưng nếu anh không dạy em thì em cũng không yêu anh đâu. Fernando ra vẻ đau khổ rên rỉ, trời ơi lợi dụng, làm Kim phải dụi đầu vào ngực anh vỗ về, thôi mà. Họ ôm ghì lấy nhau và ước rằng thời gian đừng trôi nữa. Kim đã bảo vệ xong luận án cao học, hội đồng chấm thi đa phần tỏ vẻ thân thiện, chỉ có giáo sư trưởng khoa hay hỏi nhiều câu gài bẫy. Họ bảo cô ra ngoài chờ hội đồng họp lại. Kim thấy lòng trống rỗng, một năm học đã gần trôi và cái giờ phút cuối cô sắp đến đích lại đơn điệu đến như vậy. Kim đã đề nghị Fernando đừng đến với lý do thấy anh cô sẽ còn run hơn. Sau khi hội ý nửa tiếng, cuối cùng giáo sư trưởng khoa thay mặt hội đồng thi báo tin cho Kim. Chúc mừng em đã bảo vệ thành công. Vậy là coi như em đã hoàn thành khóa cao học trong một năm.
ông ta ngừng lại, nhìn xoáy vào mặt Kim. Điều này thật tình hồi đầu năm tôi không nghĩ em sẽ làm được. Kim gật đầu cảm ơn ông, lòng tự hỏi phải chăng mình vẫn còn bị phân biệt. Cô tìm gặp giáo sư Bradley đang lăn xe ra. Thầy cho em cảm ơn thầy một tiếng. Không cần đâu, giáo sư có vẻ mệt mỏi, em đã nỗ lực rất nhiều mà. Kim ấp úng, dạ nhưng dù sao tôi rất tiếc vì kết quả hội đồng thi chấm em không như tôi dự đoán. Đáng lý em có thể đậu cao hơn, nhưng thôi, vượt qua chính mình là quan trọng nhất. Kim đứng lại suy nghĩ. Có thể giáo sư trưởng khoa không muốn công nhận một người nước ngoài có nền giáo dục đáng lo ngại như cô. Kim thở dài rồi vào thư viện. Cô định gửi email báo tin cho gia đình ở Việt Nam mình đã hoàn thành không được xuất sắc lắm khóa cao học, nhưng dù sao cũng vượt qua chính mình. Cô ngạc nhiên thấy trong hộp thư có email của giáo sư Potluck. Ông ta còn muốn gì nữa chứ? Kim đọc thư ông Potluck xong thì không còn tâm trí nào viết cho ai khác. Cô đóng hộp thư của mình lại, chạy đi tìm Fernando. Anh đang làm việc chăm chú trong phòng của mình. Kim ảo vô như một cơn gió rồi khóa trái cửa lại. Fernando ngẩng lên ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Đừng có nói với anh là em bảo vệ luận văn không thành công nghe. Kim thở dốc nói. Dĩ nhiên là thành công rồi, anh đã duyệt qua thì ai dám cho rớt chứ. Rốt cuộc chuyện gì nữa đây? Fernando lắc đầu hỏi. Anh không tưởng tượng được đâu, giáo sư Porno, trời đất ơi, sao em cứ lộn hoài. Giáo sư Potluck viết email cho em. Kim nói nhanh muốn hụt hơi. Ông ta mời em làm một trong những trợ lý của mình. Fernando nghi ngờ. Thật sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Vì em giỏi chứ còn vì sao? Kim cười nắc nẻ. Nói chơi thôi, vì một cô trợ lý của ông xin nghỉ đột ngột có chuyện gia đình. Ông viết, tôi thấy em rất có nhiệt tình và kiên nhẫn trong cái nhóm hợp chủng quốc bị thi lại đó, chỉ có mình em dám can đảm làm lại bài thi một mình. Tụi kia chắc chờ năm sau xin trà trộn vào các nhóm khác. Em làm tôi rất ngạc nhiên vì khối lượng công việc rất đồ sộ mà em lại làm rất chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn. Tôi cần một trợ lý chịu khó và có óc cầu tiến như em. Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt rất sáng của mình. Anh rất tự hào vì em. Anh lại đang trêu chọc em có phải không? Kim ngại ngùng trước lời khen này. Tại sao? Fernando hỏi lại. Tại vì nếu không phải anh bắt em làm lại bài thi đó thì em đã bỏ cuộc rồi. Và rồi nếu bài làm có đầy đủ chi tiết, có chuyên nghiệp, có đồ sộ gì gì đó thì đều là do anh bắt em phải làm như vậy. Fernando gật đầu giả bộ đồng ý. Đúng rồi, nhờ anh hết. Vậy anh phải đi gặp giáo sư Potluck để nói chính tôi là người làm bài đó, hãy trao chức trợ lý cho tôi. Hứ, Kim đánh đá. Anh làm hồi nào, anh chỉ bắt em phải làm thôi. Fernando lại nhìn Kim dịu dàng bằng đôi mắt thông minh của mình. Vậy thì anh tự hào về em không được sao? Khi em mới từ Việt Nam qua, anh đã biết em giỏi và có ý chí. Em chỉ thiếu phương pháp và kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế thôi. Em ghê gớm thật đó. Kim mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhanh lên môi Fernando rồi xốc anh dậy. Thôi mình về đi anh. Dù chưa hết giờ làm việc, Fernando vui lòng khóa cửa bỏ về theo lời đề nghị của Kim. Giáo sư Bradley mà biết anh làm việc kiểu này chắc khóc quá, Fernando cười lớn. Thôi kệ. Hai người chạy ra xe mà thầm mong không bị giáo sư bắt gặp. Fernando lái nhanh đến mức Kim phải la toáng lên. Anh khùng hả? Bradley đâu có đuổi theo mà chạy dữ vậy. Fernando nháy mắt cười, quay sang nhìn cô âu yếm. Anh muốn sớm về nhà. Trời đã vào thu, rừng cây bao quanh khu nhà Fernando đã đổi sang màu vàng úa héo. Nhiệt độ xuống thấp và gió thổi rất mạnh. Kim suýt trượt té trên những thảm lá vàng ẩm ướt và Fernando phải quàng lấy Kim để giữ cô lại. Quãng đường từ bãi giữ xe đi lên căn hộ của Fernando vốn không quá xa, nhưng hôm nay hai người nóng lòng muốn chạy nhanh đến chốn riêng tư của mình. Kim thức dậy trong vòng tay ấm áp của Fernando. Anh đã thức từ lâu và đang ôm chặt cô vào lòng. Fernando có vẻ đang suy tư, thấy Kim trở mình, anh mỉm cười và hôn lên tóc cô. Fernando có một vẻ bồn chồn khác với tính tự chủ thường ngày. Kim càng vui vẻ bao nhiêu, anh lại càng thở dài não nuột bấy nhiêu. Lúc ngủ em dễ thương lắm, Fernando thì thầm thú nhận. Tóc em xõa ra đen nhánh, bao lấy khuôn mặt bầu bĩnh như một đứa trẻ. Môi hơi hé mở, em mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó. Muốn được che chở cho em suốt đời. Kim phì cười, âu yếm hôn lên cổ Fernando. Anh sao vậy? Biết tả như trong tiểu thuyết diễm tình từ hồi nào. Được giáo sư Potluck công nhận em vui lắm hả? Fernando đột ngột đổi đề tài.
Chứ còn gì nữa, Kim phấn khích. Vậy là em sẽ ở lại Oxford với anh, sẽ được làm trợ lý cũng giống anh, em sẽ được lĩnh lương nữa. Anh cũng không ngờ giáo sư Potlock lại chấm em. Sáng nay anh định nói với em, Fernando ngập ngừng. Giáo sư Bailey cũng đang cần một trợ lý và ông nhờ anh chuyển lời đề nghị này đến em. Kim hào hứng. Sao? Vậy em làm trợ lý cấp dưới, báo cáo cho sếp trực tiếp là anh hả? Fernando quay mặt ra chỗ khác. Không, Bailey cần một trợ lý bình thường vì dạo này có quá nhiều dự án mà người trợ lý chính của thầy lại phải đi. Người trợ lý chính bị sa thải hả? Kim cao hứng đùa. Không, Fernando chậm rãi nói. Một tuần nữa anh sẽ sang New York theo một dự án kinh tế hợp tác của trường đại học Oxford. Đây là một vinh dự, một cơ hội tốt cho anh ta. Kim vẫn vô tư. Vậy hả, đi bao lâu? 3 năm, Fernando thở hắt ra. Anh giỡn, Kim cười hồn nhiên. Anh đi sang Mỹ 3 năm còn em ở lại Oxford một mình hả? Fernando thở dài. Không, anh nói nghiêm túc đó. Sáng nay giáo sư Bailey đã chính thức báo tin này với anh. Nhưng anh đã biết trước rồi phải không? Kim bồn chồn. Ừ, Fernando thú nhận. Nhưng không chính thức. Từ khi nào? Kim căng thẳng hỏi. Từ lúc anh và giáo sư Bailey đi hội nghị bên Mỹ lần đầu. Kim ngơ ngác. Có nghĩa là từ hồi đầu mùa hè. Sao anh không nói gì với em? Anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẵn sàng bỏ em đi Mỹ vì sự nghiệp của anh phải không? Fernando đính chính. Anh không bỏ em, anh chỉ đi Mỹ thôi. Thì có khác gì nhau đâu? Kim mở to mắt. Nhưng nếu anh không đi đâu hết thì em sau khi hoàn thành xong khóa cao học này cũng sẽ bỏ anh về Việt Nam. Fernando nổi quọng. Không phải em luôn mong chờ cái ngày đó sao? Lúc nào em cũng nói đến chuyện sẽ về Việt Nam với cái bằng thạc sĩ của em mà. Anh... Kim không thốt nổi lên lời. Cuối cùng cô chỉ đủ sức nói. Sao em lại có thể yêu một người tỉnh táo đến như vậy? Kim nhảy ra khỏi giường. Cô vừa vội khoác áo vừa lao ra khỏi phòng. Fernando nghe tiếng cô sập cửa bỏ đi. Anh không muốn đuổi theo vì chẳng biết phải nói gì. Anh nằm lại đau lòng vì bị Kim cho là tỉnh táo, như thể gián tiếp nói anh không có trái tim. Fernando khổ sở thấy sự giận dữ của Kim thật vô lý. Ít ra cô cũng nên cho anh có thời giờ để lý giải dự án bên Mỹ quan trọng như thế nào cho trường, có ích cho sự nghiệp của anh ra sao. Và đó là một vinh dự lớn, không phải ai cũng có cơ hội. Fernando thở dài trách Kim sao không nghĩ chính anh cũng rất đau buồn phải xa cô, và tại sao cô có thể lầm lẫn giữa chuyện anh bỏ cô và chuyện anh đi Mỹ là một. Anh vẫn có thể đi Mỹ hay cô vẫn có thể về Việt Nam, nhưng hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình, như thế không phải là khôn ngoan hơn việc giận dỗi đòi bỏ nhau sao?